Rồi, hãy chào đại gia đình nha. Thì hôm nay mình sẽ ăn cà ra Trung Quốc nha cả nhà. Nói gì chứ không phải nghe, cái này là táo tàu đó nha. Ở mình có trồng cái này rồi nè, mình mua một cây đấy 100 cây 108 gì đó. Là cách này không 7 năm. Mà trồng 7 năm trời nó lên được khoảng 3 gang tay à. Tức quá. Tại ăn cái này ngon lắm cả nhà. Cho nên mình quyết định mình trồng, em nhà trồng không thành công. Bây giờ quan trọng là mình mua mình ăn thôi chứ trồng không nên thân đâu. Mời đại gia đình nha. Mình thái lộ giòn xốp, giòn xốp ngọt nha. Không biết cái bánh nó nhập về đây, nó chỉ về đây nó có xịt thuốc gì không, nhưng mà ngon ăn đại. Rất ngọt à. Ngọt quá chứ. Kiểu này mà trồng được cây nhà ăn mới đã. Quá trọng ngọt. Những trái đớm đớm nè, nó mới ngọt mới dữ rồi. Xốp. Cái xốp giòn ngọt, ăn lạ miệng. Công nhận cái hạt. Ngọt xíu. Quá ngọt. Năm 7 năm trước mua 1 ký 300 ngàn. Bây giờ mua 1 ký còn có 90 ngàn. Thịt không à, nhìn cho ngang tướng là nào không? Cái màu xanh xanh là giống thịt cà na luôn. Nói chung đồ Trung Quốc nhầm cái ăn cũng ngon. Mình thấy cuốn còn tươi luôn á. Cái này nó ngọt dữ nè. Màu gì là chín á. Cả nhà cảm nhận cái độ giòn đó. Cái hộp rất là nhỏ đúng không? Cái này là mình biết tới là nhờ những anh chị bên Mỹ, người Việt Nam bên Mỹ trồng này rất là nhiều, họ rất khoái ăn cái này không. Ngon rồi nha. Rồi bây giờ có thể kết thúc nha. Cảm ơn cả nhà cùng đồng hành với mình thưởng thức món táo Trung Quốc nha cả nhà. Tạm biệt đại gia đình.